Ngay khi nhận chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quốc thành Bệnh viện Dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khẩn trương lên phương án đảm bảo cấp điện cho bệnh viện. Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quốc có quy mô 300 giường bệnh, sử dụng trạm biến áp Trường Đào tạo nghề Dung Quốc 2 công suất 100 kV-A hiện có để cấp điện. Trạm biến áp này hiện được cấp điện từ xuất tuyến 478 Dung Quốc và hiện có hai nguồn dự phòng cấp điện là xuất tuyến 472 trạm biến áp 110 Bình Nguyên và xuất tuyến 470 Dung Quốc xuất tuyến cấp điện cho Lý Sơn. Trước khi bệnh viện đi vào hoạt động, Điện lực Bình Sơn thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã kiểm tra đường dây, trạm biến áp, các thiết bị trên lưới và hệ thống điện tại các phòng bệnh nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện để khám chữa bệnh. Hiện tại, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đang lên phương án điều động, bố trí máy phát điện dự phòng cho Bệnh viện Dã chiến số 3 để đảm bảo cấp điện trong trường hợp sự cố. Tới thời điểm này, đội quản lý lưới điện Dung Quốc thuộc Điện lực Bình Sơn đã chuẩn bị tốt công tác kiểm tra trạm biến áp, kiểm tra điện áp, kiểm tra phát quang trạm biến áp và đường dây dẫn điện vào Bệnh viện Dã chiến đây. Là tốt sẵn sàng phục vụ công tác thành lập bệnh viện. Thì hiện tại thì cái bệnh viện Dã chiến cơ sở thứ ba thì chuẩn bị sẽ đưa vào hoạt động. Về cơ bản thì cái nguồn cấp điện của cái ký túc xá của trường dạy nghề Dung Quốc á là nó đã đảm bảo cái điện dân dụng. Và về phía bệnh viện sẽ mong rằng là đã làm việc với lại điện lực của tỉnh Quảng Ngãi và điện lực của Bình Sơn sẽ hỗ trợ chúng tôi trong cái việc là thứ nhất là cái dòng điện luôn luôn phải cung ứng đầy đủ, hai nữa là cái dòng ba pha để đảm bảo cho cái khu giạc và sái, và thứ ba nữa là hỗ trợ một cái máy phát điện đủ tải cái vùng đó để đảm bảo rằng là khi cấp điện là cần thiết để phục vụ cho quá trình công tác theo dõi và chăm sóc người bệnh. Với sự chuẩn bị chu đáo về nguồn và lưới điện, thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đáp ứng tốt việc cấp điện, phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.